Hello, thân mến chào các bạn. Cách đây 1-2 tuần, Peter có làm cái video hướng dẫn các bạn cách cân chỉnh cái màn hình để mà chúng ta có một cái màn hình chuẩn trong lúc mà chúng ta xử lý hình ảnh. Ngày hôm nay Peter muốn chia sẻ các bạn lại một cái video nữa, nhưng mà kỳ này mình Peter hướng dẫn các bạn là cân chỉnh cái màn hình iMac. Như các bạn thấy đây là Peter có cái iMac, cái này là iMac 5K Retina. Thì Peter nghĩ là cái video này cũng rất là cần thiết, là tại vì Peter nghĩ là rất là nhiều người dùng cái iMac này vì nó rất là tiện lợi, nó là một cái hệ thống computer của Apple mà thật sự là tới ngày hôm nay Peter đã dùng qua 3 đời iMac rồi, và Peter rất là thích với nó. Tuy nhiên cái màn hình của nó thì khi mà mình mua về thì nó không có cái màu giống như là mình muốn. Cái màu của nó là cái màu nó calibrate ở từ trong hãng ra thì nó không có đúng cái màu sắc, thì cho nên mình cần phải cân nó lại. Thì ngày hôm nay Peter hướng dẫn các bạn một lần nữa là mình sẽ dùng cái bộ cân này, nó gọi là cái Data Color Spider X Pro. Peter đã mua cái này, nó bán mới là 149 đô, nhưng mà lúc mà nó sale thì cái này chỉ có 100 đô thôi, thì Peter nghĩ là rất là cần thiết. Khi Peter cân cái này xong, Peter sẽ hướng dẫn các bạn một vài cái thông số mà các bạn cần biết về cái cân chỉnh màn hình. Ok, cái đầu tiên các bạn mua về xong các bạn phải lên trên mạng và các bạn tải cái software của Data Color xuống và cài vô trong máy của bạn. Khi các bạn cài vô máy rồi á thì các bạn sẽ phải launch nó. Thì bây giờ Peter sẽ launch cái software. Khi mà launch cái software lên, đó, nó lên cái hộp như vậy. Thì cái hộp như vậy, nó sẽ nói mình là mình phải bật cái màn hình mình lên ít nhất là phải nửa tiếng đồng hồ để cho nó ấm cái màn hình, cho màu sắc nó ấm. Cái màn hình này Peter đã bật lên lâu rồi. Ok, lighting condition là nó nói là đừng có để cái ánh sáng nào mà sáng quá vô trong cái màn hình. Ok, thì hiện bây giờ như các bạn thấy là Peter đang làm việc ở trong cái phòng của Peter thì để ánh sáng rất là sáng. Tuy nhiên mình có thể tắt đi để mình làm vấn đề này, nhưng mà vì cái video này Peter muốn để cái ánh sáng. Nhưng mà cái mình có thể làm á là trên cái iMac của mình, như là đây là cái bàn phím của Peter nè, Peter sẽ chỉnh cho cái ánh sáng của Peter xuống. Như các bạn thấy á là mình không nên để cho cái màn hình mình nó sáng quá. Như các bạn thấy cái này là maximum của cái ánh sáng nè. Peter thì lúc nào Peter cũng thích là để ở giữa hoặc là một nấc trên ở giữa. Như các bạn thấy là trên cái hình này nè. Đó, một nấc trên cái giữa là nó dịu cái con mắt, dễ làm việc mà không bị mỏi mắt, không bị đau mắt ha. Đó, thì bây giờ Peter để trên cái một giữa nửa một nấc. Mình có reset cái display control này không? Cái iMac này thì mình không có chỉnh cái độ tương phản, mình không có chỉnh cái color temperature được, cho nên mấy cái này mình không có, cái phần thứ ba này mình không quan trọng. Rồi bây giờ nó nói mình gắn cái spider vô trong cái USB port. Ok, Peter sẽ lấy cái spider ra. Khi mình mua về á, nó đây là cái spider nó nằm trong cái hộp, và khi mà mình cài xong á, trong cái hộp này nó sẽ có cái mã số để mình cài. Ok, thì bây giờ Peter sẽ lấy cái dây USB nè, cắm vô trong cái computer. Ok ha, Peter cắm vô xong rồi. Mình bấm next. Khi mình bấm next sẽ cho mình chọn cái loại mà màn hình của mình. Thì dựa ở trên cái này á, nó nói là mình nên chọn wide LED. Vì Wide LED là cái loại mà màn hình iMac Retina. Nếu mà các bạn nào mà có MacBook Pro Retina giống như Peter ấy, thì mình cũng sẽ chọn Wide LED. Ok, thì Peter sẽ chọn Wide LED và bấm Next. Và Peter sẽ làm, đây nó cho mình ba cái lựa chọn. Peter sẽ chọn cái Full Calibration, có nghĩa là làm cái calibration từ đầu tới cuối luôn. Và ở đây hiện bây giờ là cái setting của cái target setting của mình, là đây là những cái thông số mình setting. Mình có thể đổi những cái thông số này, và Peter sẽ đổi cái thông số này. Cái thông số mà gamma thì mình nên để 2.2 ha, nó nói recommended. Cái white point này á, nó recommend mình là 6.500, tuy nhiên Peter lại thích cái thông số 5.800 hơn, tại vì Peter cảm thấy là cái iMac này nó hơi lạnh, và cái hình của nó hơi ngả về màu xanh dương, cho nên Peter muốn dùng cái white point là 5.800 thay vì 6.500.
Cái brightness này á, là Peter sẽ chọn cái adjust, ok, mình sẽ thay đổi được. Và room light này mình để on recommended. Ok, đây là những cái lựa chọn và mình bấm next. Rồi, cái này nó nói là mình để cái con bọ mình, đây là cái con bọ và mình để nó ngay trên mặt bàn. Ok, và nó sẽ đo cái ánh sáng ở trong cái phòng của mình. Peter sẽ đặt, đây là cái con bọ Peter đặt xuống bàn. Và Peter bấm next. Khi mà bấm next á, đây là những cái thông số nó recommend mình, nhưng mà mình hồi nãy mình đã chỉnh cái những cái thông số của mình rồi, mình sẽ chọn cái nó gọi là keep the setting you selected. Ok. Và mình bấm qua đây, nó nói là giờ mình để cái con bọ vô đây. Ok. Và mình đo. Đó, Peter để con bọ vô. Và mình bấm next. Nó sẽ chạy tới một nửa và nó sẽ nói mình, ok, tới đây á, như các bạn thấy đây nè, nó nói mình hiện bây giờ á, cái target nó muốn mình là 120, nhưng mà hiện bây giờ cái ánh sáng của mình nó đang ở 177, có nghĩa là sáng quá. Thì bây giờ trên cái màn phím á, Peter sẽ hạ xuống cái ánh sáng xuống, và khi mà Peter hạ xuống thì các bạn thấy là Peter hạ xuống một nấc ha. Rồi mình bấm cái nút update này thì các bạn sẽ thấy à, bây giờ nó xuống nè, 151 vẫn còn sáng quá, thì giờ hạ cái này xuống một nấc nữa, 124 vẫn còn sáng, hạ xuống một nấc nữa, 96 thấp quá, giờ đi lên nấc. Mình không có được, mình không chắc chắn là mình không có chính xác được, nhưng mà mình gần cái con số 120 là tốt rồi. Bây giờ Peter đang ở 124 là cái con số gần nhất rồi. À, về Peter sẽ bấm continue. Bây giờ nó bắt đầu nó đo màu sắc dựa trên cái brightness mà nó mới cân chỉnh cho mình. Ok. Thì như các bạn cũng đã thấy đó, bây giờ nó bắt đầu nó chuyển những cái màu sắc ở trên cái màn hình của mình, và cái con bọ này, cái con mắt nó đo và nó dùng những cái thông số nó đo đó, và nó tạo cho chúng ta một cái bảng màu, nó gọi là một cái profile, và cái profile đó là cái profile mà cân chỉnh cái màn hình của chúng ta. Và Peter đã dùng qua nhiều cái đời của Data Color này, và cái Data Color này là cái mới nhất, và Peter cảm thấy là nó chạy, nó đo nhanh hơn những cái phiên bản cũ. Tuy nhiên nó, cái cách dùng của nó thì cũng giống như là những cái phiên bản trước thôi. Đó, như các bạn thấy nó đang đo. Và cái con bọ này nó đo rất là nhanh. Đó, các bạn đợi một chút, nó đang đo. Sắp xong rồi. Khi nó xong nó sẽ nói chúng ta ở dưới đây nè, các bạn để ý, nó sẽ nói chúng ta finish, thấy không? Measuring completed. Tháo cái con bọ ra. Ok, và mình bấm finish. Và đây nó cho chúng ta đánh vô cái ngày của ngày hôm nay, mình có thể đánh vô là hôm nay là ngày 18 hay là 16, Peter không có nhớ. 16, mình đánh vô là ngày 02/16/2020 để mình biết là mình mới làm cái này ngày hôm nay. Và nó, mình nói nó là nhắc cho mình 2 tuần nữa làm lại cái calibration này một lần. Ok, và Peter sẽ save cái này. Rồi nó nói congratulations, và nó đã dùng cái profile này, nó đã áp dụng cái profile mình mới dùng, mới làm ngày hôm nay vô trong cho cái màn hình của mình. Và mình bấm next. Thì khi mà mình bấm next như vậy á, là các bạn sẽ thấy là ở đây nó có một cái nút nó gọi là switch. Hồi nãy á, nếu mà mình, lúc mà mình chưa có calibrate á, đây là cái màu của lúc mà mình chưa có cân, và đây là cái màu mình đã cân. Như các bạn thấy cái màn hình của Peter nó thay đổi nè. Ok, nhìn đây nè, thấy cái màn hình hồi nãy là chưa cân nè, chưa cân nó gọi là uncalibrated view nè, và cân nè. Cho nên các bạn nó thấy là cái màu sắc nó thay đổi rất là khá nhiều. Và nếu mà mình không có cân cái màn hình mình lại thì mình sẽ nhìn cái màn hình mình với một cái màu không có đúng, thì mình làm hình không có đúng. Ví dụ như ở đây, bây giờ mình kiểm tra cái da mặt. Thông thường là chúng ta làm hình là dựa trên cái da mặt. Nếu mà chúng ta không có cân màn hình á, thì như các bạn thấy là cái hình này á, cái da mặt của cái cô này nó hơi bị lạnh.
nó hơi bị trắng mà nó hơi bị xanh, tại vì nó chưa có cân. Nhưng mà lúc mà mình cân cái màn hình lại, cái da mặt này mới là đúng nè. Ok, đây là cái da mặt đúng, và mình dựa trên cái màu sắc đúng này thì mình làm hình mới đúng. Peter sẽ lấy một cái example khác, ví dụ như đây. Đây là cái bầu trời. Nếu mà mình chưa calibrate thì cái bầu trời với lại cái nhà này á, cái màu đất của cái nhà nó không đúng. Calibrate lại cái màu đất nó đúng hơn và cái bầu trời nó đúng hơn. Kể cả màu trắng đen cũng vậy. Bây giờ mình vô cái hình trắng đen. Đó, nếu mà mình chưa có cân á thì cái màn hình của mình nó sẽ cho cái màu nó hơi lạnh, nó hơi xanh, nó hơi ngã về cái màu lạnh. Tại vì iMac khi mình mua về hầu như là cái màn hình nó lúc nào nó cũng lạnh. Peter có cái kinh nghiệm về cái này rất là nhiều, tại vì Peter xài 3 đời iMac rồi. Nhưng mà khi mà mình cân lại á, các bạn sẽ thấy cái màu trắng đen nó rất là neutral. Đây mới là đúng trắng đen nè. Còn cái trắng đen này hơi bị lạnh nè. Đó, cái này mới là đúng trắng đen nè. Và nhất là nếu mà ai chơi trắng đen nhiều như Peter thì sẽ rất là cần thiết cái vấn đề này. Tại vì mình cân màn hình này không những là mình giúp cho cái vấn đề màu sắc, mà nó lại giúp cho cái vấn đề cái tông trắng đen nữa. Ok, đây. Đó, như mình chưa có cân thì cái màu trắng đen này nó lạnh lắm. Đây là cái màu neutral trắng đen đây. Ok, cái mình cần tiếp nữa là sau khi mình kiểm tra cái này xong á, mình qua cái next. Thì đây là cái nơi mà mình kiểm tra hiện bây giờ á, như các bạn thấy á, là cái profile mình mới làm xong á, nó bao phủ 100% RGB, sRGB. Có nghĩa là cái màn hình iMac là chuẩn, nó bao phủ 100% cái dải màu sRGB là đúng rồi. Là tại vì khi mình mua cái màn hình, hầu như là những cái màn hình sau bắt đầu từ bây giờ trở đi, hoặc là từ 5 năm vừa rồi trở đi, là hầu như cái màn hình nào mình mua về nó cũng bao phủ 100% sRGB hết. Nếu mà cái nào mà nó không bao phủ sRGB là hầu như không có trên thị trường nữa. Ok, cái sRGB này là cái không gian màu là chuẩn nhất, và cái màn hình của chúng ta ngày hôm nay phải bao phủ 100%. Ok, thì cái iMac này nó bao phủ 100%. Nhưng mà đây là cái mà Peter muốn chia sẻ các bạn, là các bạn phải hiểu là cái iMac 5K này á, tuy là cái độ phân giải nó rất là cao, nhưng mà cái dải màu mà cover của nó để cho chúng ta chỉnh hình á, nó vẫn chưa có loại là đã lắm, chưa có chuẩn lắm. Nếu mà Peter bấm cái nút này nè, Adobe RGB là màu tím nè, thì các bạn thấy á, hiện bây giờ cái màn hình iMac này nó chỉ có phủ 80% của Adobe RGB thôi. Như các bạn thấy là cái khung màu đỏ nè, và cái khung màu tím là cái khung màu tím, là cái khung Adobe RGB. Cái khung đó nó bự hơn là cái khung màn hình của chúng ta, chứng tỏ cho thấy là cái iMac này á, 5K, tuy nhiên 5K nhưng mà mình chỉ có coi được 80% cái màu sắc của cái dải màu Adobe RGB. Chính vì thế á, nếu mà bạn nào mà chơi nhiếp ảnh mà muốn chơi sâu, muốn đi xa hơn á, muốn làm cái nghề nhiếp ảnh á, thì mình phải mua một cái màn hình mà nó bao phủ ít nhất là phải 95%. Cho nên Peter có một cái monitor là Dell á, nó bao phủ 95% Adobe RGB, hoặc là hơn, 95-100%. Nếu mà đạt được tới 100% thì tuyệt vời. Thì với những cái monitor đó, giá nó rất là cao, nó không có rẻ, giá nó từ 1.000 đồng trở lên thì mình mới có những cái monitor mà nó phủ cái 100% cái Adobe RGB. Ok, nếu mà các bạn muốn tiết kiệm thì mình có thể mua những cái đời 2-3 năm trước thì mình mua được với cái giá rẻ hơn. Tuy nhiên, cái bài mà ngày hôm nay Peter muốn chia sẻ các bạn là thứ nhất là các bạn nên cân cái màn hình của các bạn nếu các bạn dùng iMac. Không phải là mình mua cái monitor ngon như computer ngon như iMac về là cái màu sắc đẹp đâu. Không, cái màu sắc lúc nào nó cũng từ trong hãng ra, lúc nào nó cũng để một cái màu sắc là để nịnh cái con mắt mình coi video, mình coi movie, mình coi những cái đó nó rất là đẹp. Tuy nhiên những cái màu sắc đó không phải là cái màu sắc chuẩn để chúng ta làm hình. Ok, cho nên mình phải calibrate. Thứ hai nữa là Peter cũng muốn cho các bạn thấy là cái monitor iMac này nó chỉ có phủ 80% của Adobe RGB thôi. Một ngày nào đó nếu mà iMac mà nó bán cái monitor mà phủ được 95 hoặc là 100% cái Adobe này thì Peter nghĩ là Peter sẽ mua cái iMac đó ngay lập tức. Và Peter biết chắc là cái giá nó sẽ không rẻ. Và tại vì cái màn hình mà phủ 95-100% Adobe RGB, nếu mà các bạn lên mạng mà các bạn tìm kiếm bây giờ đó, thì không có cái nào dưới 800 hoặc là 1.000 đô trở lên, thậm chí có cái lên tới 3.000 đô.
thì mình mới được những cái màn hình như vậy. Và những cái màn hình đó thì dĩ nhiên là cái màu sắc nó rất là đẹp. Mình làm hình rất là chuẩn là tại vì mình sẽ thấy được những cái màu sắc mà cái máy digital của chúng ta chụp được. Và nếu mà mình có cái màn hình mà mình không thấy được những cái màu sắc đó thì khi mình làm hình á, nó mình sẽ làm chỉ được tới 80% của Adobe RGB thôi. Đó là như vậy. Tuy nhiên nói vậy thôi nhưng mà Peter đã dùng iMac một thời gian rất là lâu và Peter cũng cảm thấy rất là hài lòng với nó. Tuy nó chỉ có bảo phủ 80% Adobe RGB mà Peter cũng cảm thấy là hài lòng rồi, là tại vì cái số việc mà Peter làm, cái nhiếp ảnh của mình làm nó không có đến nỗi mà cần phải gọi là quá cao quá sâu, đi cao quá mà mình phải tốn một cái số tiền quá cao để mua cái màn hình. Nếu mà mình làm ăn business hoặc là mình làm cho một cái công ty mà nó làm về graphic design hoặc là nó cần một cái studio mà nó chạc tiền khách một cái giá chụp hình rất là cao đó, thì lúc đó nó bỏ tiền ra nó đầu tư vô cái màn hình ISO hay là màn hình NEC hay là những cái màn hình cao cấp với cái giá là 2-3 ngàn đô đó, thì cái lúc đó nó đầu tư một cách hợp lý. Nhưng mà chúng ta chơi ở nhà thì mình đầu tư như vậy thì cũng không hợp lý. Tuy nhiên cái iMac này Peter thấy là rất là tốt. Ok, cái video này hy vọng là các bạn hiểu rõ cái cân màn hình. Ô, chưa xong, bây giờ mình bấm quit ha. Thì bây giờ nếu mà ai dùng iMac ấy, thì mình có thể đi vô trong cái system preference nè. Ok, và chúng ta mở cái display lên và chúng ta vô cái phần nó gọi là color. Ok, thì bây giờ Peter minh chứng cho các bạn, hiện bây giờ là mình đang nhìn cái màu sắc của ngày hôm nay. Nếu mà các bạn mua về á, cái màu sắc của cái màn hình của các bạn nó sẽ là cái màu này nè. Đó, các bạn thấy không? Màu iMac á nó lạnh lắm, nhưng mà cái màu mà mình cân lại nè, nó ấm hơn, nó đầm hơn. Ok, màu lạnh nè, màu đầm nè. Ok. Cái thứ hai nữa là Peter muốn chia sẻ các bạn là để Peter mở một cái hình lên của Data Color. Đây. Peter có cái hình của Data Color. Đây là cái hình Data Color. Là cái hình chuẩn của Data Color cho chúng ta. Và đây là những cái tấm hình. Đây là chuẩn màu trắng đen. Đây là chuẩn màu da và đây là chuẩn màu đỏ, màu xanh. Tất cả những cái màu này là chuẩn. Thì nếu mà chúng ta so sánh á, Peter đã in một cái tấm hình này lên cái tờ giấy Canon của cái máy in Canon. Và cái giấy này là cái giấy để chúng ta so sánh. Thì như các bạn thấy á, là nếu mà so sánh cái hình này với cái màn hình á, thì các bạn thấy là cái màu sắc nó na ná gần giống nhau rồi. Có nghĩa là cái hình này là cái hình chuẩn nè, 100% nè. Cái hình này, ở trên màn hình chúng ta, cái màu nó đúng rồi đó. Tuy nhiên mình chỉ có thấy được 80% thôi, còn 20% mình sẽ không thấy được. Tuy nhiên cái màu nó không có like. Ok, cái màu xanh, màu da, màu tím, màu hồng, màu trắng đen nó không có like quá. Nếu mà mình làm không đúng thì nó sẽ like. Thì đây cũng là một cách để chúng ta kiểm tra lại cái màn hình của chúng ta dựa trên một cái tấm mà chúng ta đã in ra. Ok, đó. Cho nên chứng minh cho thấy là đây là cái tấm hình mình in ra dựa trên cái bảng mà Data Color nó cho 100%. Đây là cái tất cả những cái màu sắc này là có màu sắc đúng nè, chuẩn nè của một tấm hình nè. Nhưng mà cái màn hình của chúng ta sau khi calibrate xong thì chúng ta chỉ thấy được có 80% cái màu thôi. Nhưng tuy nhiên cái màu này nó là coi như là cũng khá chuẩn rồi. Nếu mà mình muốn chuẩn nữa thì mình phải hạ cái ánh sáng của mình xuống. Tại vì mình để như vậy thì nó hơi sáng, nó sáng quá. Thật sự á, khi mình in tấm hình ra là cái hình nó sẽ tối hơn một chút. Đó. Thì trên cái màn hình chúng ta lúc nào lúc chúng ta mà coi phim hay là làm gì thì mình để sáng. Nhưng mà lúc mà mình chỉnh hình á, thì mình nên để cái brightness ở trên cái màn hình của chúng ta nó thấp xuống để cho mình dễ làm việc hơn và cái màu sắc mình nó chuẩn hơn. Và làm như vậy là khi mình đưa cái hình mình đi in á, thì cái hình mình nó không có bị tối. Ok. Rồi, thân mến chào các bạn ha, hẹn các bạn trong cái video sau.